Cao Đồng kính chào tất cả quý đầy tớ của Chúa, quý hội thánh, đặc biệt quý vị quan khách từ tỉnh, huyện cho đến tại địa phương. Có lẽ chúng ta đang có nhiều cảm xúc và nghĩ suy rất khác nhau. Nhưng tự trung lại, chúng ta phải chân thành mà nói rằng việc của Chúa đã làm quá đổi lớn lao ngay tại vùng Ukraine này. Cho nên trong cái nhìn, với tư cách là một người quản trị, quản lý, với tư cách là một người làm công tác truyền thông và báo chí, tôi chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, đồng thời trân trọng mọi việc quý vị làm, và tôi tin mọi tin tức tốt lành đem đến nhiều điều ấm lòng cho tín hữu ở tại địa phương, cho cả cộng đồng tín hữu ở tại tỉnh Đắk Nông và cho cả cộng đồng tin lành khắp thế giới. Ước ao Thiên Chúa nhân từ, Thiên Chúa công bình sẽ bù đắp lại nhiều điều tốt lành cho từng quý vị cấp chính quyền ở tại tỉnh, ở tại huyện và cả tại địa phương. Chúng tôi không nhớ hết quý vị, không biết tên hết quý vị, nhưng chính Thiên Chúa chúng tôi là đấng toàn tri biết rõ mọi điều sẽ báo đáp ơn lành cho quý vị từ cuộc sống cá nhân, gia đình cho đến cả công tác quý vị đang đảm nhận. Chúng ta đang có một chương trình sáng hôm nay để nhìn lại rằng công việc Chúa tại Đắk Nông nói chung đang có nhiều bước chuyển biến rất tốt. Chỉ mới có một tuần thôi, chúng ta đã tham dự hai buổi lễ cung hiến nhà thờ. Ở tại đây còn đặc biệt hơn, đó là hai trong một. Chúng ta vừa kỷ niệm 66 năm hạt giống giống tin lành được rao ra ở tại Bucharest này. Và chúng ta nhắc đến các bậc tiền nhân để dâng lời tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời có sai phái những con người, những tôi trai, tớ gái của Chúa đáng kính yêu, dấn thân, rao giảng phúc âm của người. Chúng ta cũng nhìn lại để thấy rằng Hội Thánh của Chúa khi thành lập ở trong thời kỳ non trẻ chắc chắn cũng có nhiều điều khó khăn một cách khách quan. Hội Thánh phải nhóm lại từ nơi này, nơi khác. Việc này không có gì mới, bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, đã xảy ra. Quý ông bà, anh chị em phải mượn nhà tín hữu nhóm lại từ nơi này, nơi kia. Kinh Thánh đã nói hết cho chúng ta rồi. Và từng bước khi chúng ta phát triển về phương diện pháp lý cũng kiện toàn, chính quyền đã công nhận từ điểm nhóm trở nên chi hội. Chẳng những chúng ta có được ở tại Buran, nhưng cũng đang hình thành và phát triển các điểm nhóm. Dĩ nhiên về pháp lý, tôi nhận nhìn thấy được sự đồng thuận, tin cậy của các cấp chính quyền tại địa phương. Nhưng trên hết, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn biết Chúa Chủ Tể đang nắm quyền điều khiển mọi dòng chảy, mọi sự kiện của lịch sử, đã can thiệp trên sự sinh tồn của Hội Thánh, ban cho quý ông bà anh chị em nhiều điều tốt lành. Và khi điểm lại, ước ao rằng những giọt nước mắt trước đây ở trong buồn, ở trong lo, bây giờ đổi thành những giọt nước mắt của niềm vui, vui cho đến nỗi nước mắt lại trào để có thể chung lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau 66 năm, tôi con của Chúa tiếp bước rao giảng phúc âm, gây dựng Hội Thánh của Chúa. Chúng tôi xin chung lời tạ ơn với tôi con của Chúa ở tại Buran. Và đồng thời sáng hôm nay, tôi muốn tập chú vào một điểm chính. Đó là chúng ta vừa hoàn tất được một ngôi nhà thờ dâng lên cho Đức Chúa Trời, đưa vào sử dụng cho công việc nhà Chúa chung. Và lời của Đức Chúa Trời đã báo cho chúng ta rằng ta đã chọn và khiến cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời, mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn.
cũng là một công trình. Gạch, đá, xi măng, cốt sắt. Nhưng nếu là xây dựng một tòa nhà, một biệt phủ, một lâu đài, hẳn ở trong kiến trúc và mọi người chiêm ngưỡng, chúng ta đều thấy nó có vẻ nguy nga, lộng lẫy, trầm trồ về những vẻ đẹp và giá trị nhất định của nó. Nhưng không ai có thể gọi ngôi nhà hay biệt phủ của mình mà gọi đó là đền thờ, đền thánh, và cũng không thấy ở đó có một điều thiêng liêng siêu nhiên nào cả. Nhưng cũng chỉ là xi măng, cốt sắt, gỗ, đá. Nhưng xây một nơi để nơi đó con dân của Đức Chúa Trời hiệp lại cầu nguyện, thờ phượng, tôn ngợi Đức Chúa Trời, thì với một góc nhìn khác, chúng ta đã có những cái tên và tiếng Việt rất phong phú để mô tả về hình ảnh của cơ sở đó. Nhà nguyện. Nhà nguyện tức là nơi người ta đến để cầu nguyện. Nhà thờ là nơi người ta thờ phượng, người ta bày tỏ nhiều nghi thức. Thánh đường là nơi được biệt riêng ra để làm những việc thánh. Ở đó không hề có một điều gì thuộc về trần gian, thuộc về cá nhân, thuộc về những điều xấu xa, ô uế, tội lỗi. Cho nên ngay trong tiếng Việt của chúng ta mô tả về một cơ sở tôn giáo biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời, nó khác biệt với bao nhiêu điều khác con người sở hữu. Nó có một tên gọi để nói lên những điều thiêng liêng siêu nhiên mà mọi con người vào ra nơi đó nhận biết, nhìn thấy, bày tỏ cả tâm thế của mình ở trong sự tôn nghiêm và kính sợ. Cho nên lời của Chúa nói với quý ông bà anh chị em, quý tôi con của Chúa nói chung, con dân của Đức Chúa Trời ở tại Bubrang đây nói riêng, về một ngôi nhà được gọi là nhà thờ, được gọi là đền thờ, được gọi là đền thánh hay là thánh đường, hôm nay chúng ta cùng dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng ông bà anh chị em và tôi căn cứ trên lời của Chúa để ý thức được rằng căn nhà này, cơ sở này được xây dựng lên, kể từ nay ngôi nhà này được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Nó được gọi là đền thánh của Đức Chúa Trời với nhiều yếu tố. Lời của Đức Chúa Trời ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 7 từ câu 12 đến câu 16 cung cấp cho ông bà anh chị em với tôi một vài yếu tố để chúng ta cẩn trọng. Đền thánh của Chúa là nơi biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép cho chúng ta trong câu thứ 12: Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-la-môn mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Mệnh đề: Ta đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ, nó có vài ý nghĩa. Nghĩa là ngôi nhà này là của tôi con của Chúa, những người nam, người nữ góp phần xây dựng nên. Nhưng từ nay trở đi, Chúa nhận ngôi nhà này như một của lễ được dâng lên cho Ngài. Chúa chọn ngôi nhà này, biệt riêng ngôi nhà này để trở nên một nơi thực hiện mọi nghi thức thờ phượng đã được quy định trong Thánh Kinh để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và cả mệnh đề ta khiến cái nhà này nên thánh có nghĩa rằng biệt riêng ngôi nhà này và nó trở nên
một nơi khác biệt với tất cả mọi ngôi nhà khác. Dầu đó là villa, đó là biệt phủ, bởi vì nó là một nơi từ nay trở đi được gọi là nhà thờ, là thánh đường, là đền thờ, trong ý nghĩa biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, tôi, quý ông bà, anh chị em đang thờ phượng không phải là một bức tượng vô tri, vô giác, không phải là một ảo tưởng, một giáo thuyết vẽ vời. Nhưng Đức Chúa Trời, quý ông bà, anh chị em đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời tạo hóa. Dù người có đạo hay không đạo cũng đều biết rằng có một đấng hóa công tạo dựng nên cả vũ trụ này, chứ không ai mà có thể nói rằng mình tự nhiên mà có mặt ở trên trần gian này cả. Dù cả thuyết Big Bang đi nữa cũng phải suy đi nghĩ lại và xác nhận rằng hết thảy mọi vật, hết thảy mọi điều, hết thảy mọi con người, mọi dân tộc đều phải có một nguồn gốc. Truy cho cùng, đấng sinh thành, mọi đấng sinh thành của chúng ta, đó là Đức Chúa Trời tạo hóa. Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, khác với tất cả mọi thần khác, khác với tất cả mọi niềm tin của tôn giáo khác, đó là thờ phượng một Đức Chúa Trời sống. Ngài hằng sống, và Thánh Kinh cho biết rằng Chúa là đấng đáng tin cậy, và sự đáng tin cậy của Chúa cho đến đời đời không hề có gì đổi thay. Đã nói đến Chúa là đấng tạo hóa thì chúng ta đang thờ phượng một đấng có uy quyền cao cả. Và chữ thờ phượng mà Kinh Thánh muốn nói đến, nó bao hàm nhiều ý nghĩa. Nhưng trong giây phút này tôi muốn trích từ điển bên ngoài cũng như từ điển thần học, để công bố cho quý vị hai ý nghĩa quan trọng ở đây. Ở bên ngoài, từ điển giải thích thờ phượng là bày tỏ lòng tôn kính, nên con người cúi xuống quỳ lại, tôn xưng danh đấng tối cao, dâng cho đấng ấy những của lễ, bao gồm cả tinh thần lẫn vật chất. Từ điển thần học giải thích cho chúng ta từ thờ phượng. Thờ phượng là làm một điều gì đó giá trị cho Chúa, dâng lên cho Chúa một điều giá trị trong cả phương diện tinh thần lẫn cả về phương diện vật chất, từ tâm trí, tấm lòng, ngôn từ, hành vi và kể cả vật chất chúng ta có. Thế thì thờ phượng được đề cập đến không phải là một từ ngữ mới mẻ, nhưng nó nói đến một nhu cầu sâu xa mà theo ngôn ngữ ngày nay gọi là đã được định dạng ở trong mỗi con người khi Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta. Cho nên trong triết học, người ta phân tích rằng nhu cầu tâm linh hay nhu cầu thờ phượng của con người là một nguyên thức bẩm sinh. Nếu chúng ta có dồn nén như thế nào đi nữa thì đến một lúc nguyên thức bẩm sinh này cũng sẽ bùng nổ và bộc lộ ra, để chúng ta hướng về một đấng tối linh, bày tỏ lòng kính sợ, bày tỏ lòng tin cậy và thờ phượng. Và như tôi đã nói, ông bà anh chị em có nhu cầu thờ phượng Đức Chúa Trời. Về phương diện giáo hội, Tổng Liên Hội tạo mọi điều kiện, sai phái những người lãnh đạo, đào tạo những người lãnh đạo và tiếp tục đào tạo những người lãnh đạo để lãnh đạo, dẫn dắt quý ông bà anh chị em trong thuộc linh. Về phía phương diện chính quyền, từ ở trung ương cho đến địa phương, tạo điều kiện cho quý vị về pháp lý để bảo hộ, và chúng ta được tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh nhắc ở đây,
thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng chân thần duy nhất. Mọi con người đến thờ phượng Đức Chúa Trời phải có một tấm lòng trong sáng chân thật. Nói một cách nôm na ngày hôm nay người ta nói phải có một động cơ trong sáng khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thờ phượng một thần lạ, một hình tượng nào đó, cao trào của phân đoạn Sử Ký thứ nhì đoạn 7 cho chúng ta biết Chúa có lời cảnh báo. Nếu chúng ta đi ở trong đường lối kính sợ Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho từ thuộc thể cho đến thuộc linh. Ngược lại, chúng ta sẽ nhận lấy sự trách phạt ngay cả đền thánh này. Dầu có nguy nga tới đâu cũng chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Chúa cho phép cất lên, Chúa có quyền để có thể hủy phá. Đền thờ lòng con người mà không trung kiên, không trong sạch, thì đền thờ bằng gỗ, bằng đá xi măng này cũng chắc chắn chẳng có giá trị gì. Vì vậy, lời của Chúa cảnh báo cho tôi và quý ông bà anh chị em ở trong Lê Vi Ký đoạn 10 câu thứ nhất: hai con trai A-rôn, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để bỏ lửa vào, bỏ hương lên, dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dạy. Ở trong Dân Sứ Ký đoạn 26 câu 61 cho chúng ta một kết cuộc: Nadab và Abihu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh chép dạy cho chúng ta đầy đủ. Sứ đồ Phao-lô nhắc cho chúng ta trong thư Roma: anh em phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên ước ao ông bà anh chị em ở tại nơi đây, Buran nói riêng, con dân của Chúa đang có mặt tại đây nói chung, chúng ta phải nhìn biết và bắt đầu sửa soạn một tâm thế. Đền thờ này được xây dựng để dân sự Đức Chúa Trời thờ phượng Chúa. Nơi đây là một ngôi nhà từ nay trở đi được biệt riêng ra thánh, không sử dụng vào bất kỳ một việc gì mang tính cá nhân. Ở đây không phải là một hội trường, ở đây không phải là một câu lạc bộ, ở đây không phải là một sân khấu để biểu diễn ca nhạc vui chơi. Dẫu rằng trong sự thờ phượng của người Cơ Đốc, trên 70% liên quan đến âm nhạc, ca hát, nhưng mọi tiết tấu của âm nhạc, mọi ca từ là dâng lên để tôn ngợi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bất kính, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Cho nên phước hạnh đến, nhưng lời cảnh báo cũng kèm theo để nhắc cho tôi con của Chúa phải có trách nhiệm sửa soạn chính mình một cách chu đáo, từ bên trong cho đến bên ngoài, hội họp lại tôn thờ Chúa và chỉ một mình Chúa. Ngôi đền thờ này từ nay trở đi là ngôi đền thánh, dâng mọi của lễ giá trị nhất từ mỗi cá nhân đến với ngôi của Đức Chúa Trời để Chúa vui nhậm và xuống phước cho. Điều thứ hai, lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây từ câu 13 đến câu thứ 15: đền thánh của Chúa là nơi con người tương giao với Chúa. Kinh Thánh chép: nếu ta đóng các tường trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hoại thổ sản, giáng ôn dịch giữa dân sự ta,
Và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bây giờ mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. Cả Kinh Thánh nói đến đền thờ được gọi là nhà cầu nguyện. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong cộng đồng Cơ Đốc hiểu ngay rằng cầu nguyện là chúng ta trò chuyện với Chúa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện không phải chỉ là đơn thuần là một lời đọc kinh hay là một cái kinh thuộc lòng, nhưng chúng ta đến với Chúa bày tỏ cả tâm tình của mình, mọi ý tưởng mình muốn diễn đạt với Chúa, vui mừng, nỗi buồn, nhu cầu để cho Chúa nghe. Và khi chúng ta cầu nguyện có nghĩa rằng chúng ta có một mối liên hệ hai chiều. Chúng ta nói, Chúa nghe. Chúa nói, chúng ta nghe. Vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện thì có một mối tương giao rõ ràng để ông bà, anh chị em và tôi trải nghiệm được sự mầu nhiệm rất thiêng liêng xảy ra ở trong tâm hồn, ở trên đời sống, ở trong tâm trí của chúng ta. Những người ở ngoài Chúa, họ không hiểu được lẽ mầu nhiệm này. Như là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta rờ chạm quyền năng của Chúa can thiệp trên cuộc đời mình trong cả phương diện thể chất lẫn cả phương diện tâm linh, thì chúng ta trải nghiệm được mối liên hệ với Chúa. Chúng ta nói, Chúa nghe, và Chúa nói, chúng ta nghe. Chúng ta nhận được nhiều điều hướng dẫn từ nơi Chúa trong cuộc đời mình, từ vấn đề ứng xử trong gia đình, ứng xử giữa xã hội với các cấp chính quyền và kể cả trong cộng đồng xã hội của chúng ta. Thánh Linh của Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa còn dẫn dắt cho chúng ta mọi điều ở trong công ăn việc làm, trong công danh sự nghiệp, trong ứng xử giữa đời, trong tương giao với Chúa. Để rồi, những người Cơ Đốc phải là những người khôn ngoan, thông sáng, kính sợ Đức Giê-hô-va ở ngay giữa mọi xã hội. Con người đó phải là một con người để mọi người xung quanh nhìn biết rằng đây là một con người đã được biến đổi nên mới. Có Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời hiện diện, trở nên con người có giá trị ở giữa đời. Khi những người tiếp nhận Chúa Giê-xu bước vào trong đền thánh này để thờ phượng, để trò chuyện với Chúa và lắng nghe tiếng của Chúa phán dạy, con người đó phải có những quyền năng của Chúa cập theo. Một người thực sự là con cái của Đức Chúa Trời, khi họ đến đền thờ để thờ phượng Chúa và cầu nguyện, họ kinh nghiệm một điều: Chúa biến đổi đời sống. Những người tin lành thật ở đâu thì ở đó không có chuyện dối trá lường gạt. Những người tin lành thật ở đâu, ở đó không có trộm cắp, không có tham lam. Những người tin lành thật ở đâu, ở đó không có bạo hành, không có sử dụng vũ lực, nhưng bày tỏ với nhau bằng cả sự nhân từ, yêu thương. Những người tin lành thật ở đâu? Ở đó không có tệ nạn xã hội, tạo được sự tin cậy của những người xung quanh. Và ngay từ trong tư cách đạo đức của những con người ngồi ở trong nhà thờ này, học hỏi lời của Chúa, thờ phượng Chúa, lắng nghe tiếng Chúa phán dạy, sẽ trở nên những con người giàu. Chúng ta không giàu có về tiền bạc, giàu chúng ta không học thức là tiến sĩ, là giáo sư, nhưng mọi người xung quanh nhìn vào thấy đây là một con người có những phẩm hạnh tốt đẹp, có một đời sống đạo đức đáng tin cậy. Và người ta nhìn thấy được không phải bởi khả năng, không bởi học vấn, nhưng bởi quyền năng siêu nhiên
của Đức Chúa Trời vận hành trên những con người có những thì giờ ở riêng với Chúa, trong cầu nguyện, trong tương giao, trong thờ phượng, trong ra mắt Đức Chúa Trời. Và đặc biệt, ông bà anh chị em với tôi, khi chúng ta đến đây để cầu nguyện, thì chẳng những chúng ta cầu nguyện cho mình, chúng ta cầu nguyện cho gia đình của chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, nhưng chúng ta còn có một trách nhiệm thiêng liêng nữa mà Kinh Thánh đang dùng cho chúng ta ở đây. Đó là động từ cứu. Chữ cứu ở đây trong nguyên văn có nghĩa là chữa lành, phục hồi. Và bản văn Kinh Thánh đang nói cho chúng ta, đó là Chúa sẽ cứu họ khỏi mọi tai vạ, cứu xứ khỏi mọi tai vạ. Có nghĩa rằng Chúa chữa lành cho môi trường sinh thái ở ngay tại nơi chốn, ở ngay trong quê hương tổ quốc mà chúng ta đang sinh sống. Đây là điều trải nghiệm của dân Israel. Đây là điều tiếp tục linh nghiệm ở trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Cho nên không phải chỉ chúng ta có một cái nhìn, một tâm thế mang tính vị kỷ, hoặc là một phạm vi nhỏ nhoi, nghĩ đến mình, nghĩ đến cộng đồng nhỏ của mình, mà chúng ta còn có trách nhiệm với cả một cộng đồng lớn, buôn làng của chúng ta, đồng bào của chúng ta, quê hương đất nước của chúng ta. Và linh nghiệm từng lời cầu nguyện của tôi con Chúa dâng lên, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào môi trường sinh thái an sinh, để rồi mọi con người trong cộng đồng, ở trong dân tộc, ở trong vùng xứ chúng ta đang sống sẽ nhận được nhiều điều can thiệp của Đức Chúa Trời, cho đến nỗi mọi điều bất trắc, mọi những điều gì bất bình thường sẽ được chữa lành. Không phải chữa lành bằng khả năng, bằng phương pháp của khoa học, không phải bằng mưu lược của con người, nhưng được chữa lành bằng quyền phép siêu nhiên, như lời của Chúa ở trong thời gian thứ 3 câu 2 đã chép. Ngài sẽ ban cho thịnh vượng cả về sức khỏe, Ngài ban cho thịnh vượng về phần thể chất, và Ngài ban thịnh vượng cả về phần tâm linh. Cho nên con dân Chúa tại đây, ông bà anh chị em lưu ý, đền thờ này được xây dựng bởi bàn tay con người, nhưng giờ đây ông bà anh chị em sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời, và đền thờ này biệt riêng ra thánh. Mọi người vào ra ở đây thờ phượng, cầu nguyện, trò chuyện với Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm được quyền năng siêu nhiên. Chúng ta thực hiện trách nhiệm của mình trong mối tương giao thân mật. Chúng ta chịu trách nhiệm của mình là con người sống ở giữa quê hương đất nước để làm việc lớn cho Đức Chúa Trời trên trần gian này, liên quan đến cả cộng đồng, cả dân tộc, đất nước của chúng ta. Ông bà anh chị em có vui khi mình được gánh lấy trách nhiệm đó, đặc ân Chúa ban cho như vậy không? Nếu muốn, nếu sung sướng, nếu tự hào, xin Chúa cho mỗi người sửa soạn đời sống của mình để xứng hiệp với tư cách là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, lời Chúa dạy ở đây trong câu thứ 16: hầu cho danh ta ngự đó đời đời, mắt cùng lòng ta ở đó luôn luôn. Đền thánh của Chúa là nơi Chúa hiện diện với dân sự. Kinh Thánh luôn nói cho chúng ta rằng ta ngự tại đó, ta ở giữa đó, ta ở với, mắt ta luôn luôn ở đó, hay là quan tâm, hay là quan sát. Như vậy cả cụm từ danh ta ngự tại đó là nói đến Đức Chúa Trời hiện diện, mắt và lòng ta ở đó luôn luôn, có nghĩa là Chúa quan phòng. Vì vậy đền thờ này được xây dựng từ những vật liệu, vật chất khác nhau, nhưng khi một người đến đây để cầu nguyện, đến đây để thờ phượng, thì con người ấy đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có thấy Chúa cao thấp, mập ốm ra sao, nhưng chúng ta biết Chúa là thần, cho nên Chúa hiện diện
Kinh Thánh nói cho chúng ta, Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi. Chúng ta có lấy cánh hừng đông bay qua tận nơi cuối cùng của biển, Chúa vẫn đang ở đó. Cho nên chúng ta không thể đi đâu xa cách Ngài, không bao giờ sống trong cô đơn, không bao giờ bước đi lẻ loi trên trần gian này. Và Chúa chăm sóc dân sự của Chúa, quan tâm dõi theo, giống như một người cha, một người mẹ dõi theo con cái của mình, từng bước đi, từng sự sống của nó tăng trưởng hay yếu đau bệnh tật. Nhưng để có thể đáp ứng lại điều xứng hiệp đó, thì mỗi con người khi bước vào nơi này, tôi thiết tưởng quý ông bà anh chị em cũng lưu ý. Tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi. Xin lỗi quý vị chính quyền ở đây và các vị đại diện cho các tôn giáo bạn. Tôi muốn hỏi các tín hữu Tin Lành. Có ai trong tín hữu Tin Lành khi quý vị đến cơ quan nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh mà đầu tóc của mình rối bù, mặc áo thun ba lỗ, mặc quần đùi đi đến cơ quan xã, cơ quan huyện, cơ quan tỉnh, ông xin đưa tay cho tôi biết. Có không ạ? Vì sao quý vị làm như vậy? Trước khi đi, sửa soạn quần áo chỉnh tề, tất cả những gì cần chuẩn bị trình bày, mình nói, giấy tờ đầy đủ, phải không ạ? Vì sao? Chúng ta tôn trọng. Không phải tôn trọng ủy ban xã mình đẹp, nguy nga. Tôn trọng những người lãnh đạo, dẫu bất kỳ họ là ai, trẻ hay già, nam hay nữ, nhưng họ được dấy lên để đại diện cho chính quyền. Chúng ta tôn trọng. Và tôi đi nhiều nơi, tôi có thấy một số cơ quan nhà nước ghi cả cái bảng: ở đây cơ quan không tiếp những người mặc quần bò. Nghĩa là họ có một cái sự uy nghi. Có những quần áo, thời trang tự do ở nơi chốn khác, nhưng khi đi đến nơi gọi là uy nghiêm, có một thể diện hẳn hoi, đại diện cho một đất nước, không ai có thể cẩu thả. Đó là về phương diện chính quyền của con người với nhau, chỉ một đất nước. Nếu ông bà anh chị em đến ra mắt Đức Chúa Trời, Ngài là vua muôn vua, là chúa muôn chúa, thế thì chúng ta phải sửa soạn cẩn trọng biết chừng nào. Không thể đến đây bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời nhưng tâm lòng và tâm trí lại toan tính cái chuyện lường gạt người khác. Không thể đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời mà chuẩn bị gặp gỡ người này người kia, bày tỏ những mưu trước để có thể lường gạt, để có thể hãm hại người khác. Khi bước vào nơi này thờ phượng Đức Chúa Trời, hiện diện của Chúa, không thể cẩu thả, mang cả những điều tội lỗi ở bên ngoài, nghiện ngập, say sưa, bài bạc, tà dâm, ngoại tình, bước vào trong nơi này để thờ phượng Chúa. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi phải gặt giống ấy. Một bản dịch để dịch cho chúng ta dễ hiểu hơn: Đức Chúa Trời không chấp nhận sự giỡn mặt chúng ta. Chúa không chấp nhận sự giỡn mặt khinh thường của tất cả những người nam người nữ. Dầu Chúa yêu thương tội nhân nhưng Chúa không có dung túng cho tội lỗi. Vì vậy khi chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời, bước vào sự hiện diện của Chúa, chúng ta phải nghiêm túc sửa soạn từ tấm lòng của mình, tư tưởng của mình, thân thể của mình
để có thể ra mắt Chúa. Chúa không đòi hỏi ông bà anh chị em phải mặc quần áo hàng hiệu, phải tỏ ra sang trọng mình mới đến đây. Không phải. Chúa nhìn thấy tấm lòng. Dầu chúng ta có những bộ đồ đơn sơ rẻ tiền, nhưng tấm lòng sạch sẽ, thân thể sạch sẽ, tư tưởng trong sáng, bằng cả sự tôn kính, run sợ đến trước mặt Đức Chúa Trời, vì Chúa là đấng uy nghi. Đồng thời, khi đã bước vào sự hiện diện của Chúa, ngoài chuyện chúng ta phải sửa soạn đó, chúng ta còn có một mối liên hệ hai chiều. Đây là nhà của Cha, nhà của Chúa, nơi chúng ta gặp gỡ Chúa, nơi chúng ta gặp gỡ anh em mình để thông công, thờ phượng, trò chuyện, tâm sự, cầu thay, khích lệ cho nhau. Cho nên những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời luôn hướng về mái ấm chung của Thánh Đức Chúa Trời để có thể quan tâm, lui tới, gặp gỡ, trò chuyện. Và chúng ta thấy yêu mến ngôi nhà này, đền thánh này, yêu mến những con người thuộc về nơi này, cả từng ngày, từng tháng, từng năm. Sống như vậy, khi chúng ta bước vào đây, ông bà, anh chị em là con dân Chúa trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời can thiệp, tình yêu của Đức Chúa Trời rờ chạm đến, và đồng thời tất cả đồng bào của chúng ta khu vực này, có những người có tâm hồn đau khổ, có những người họ rơi vào trong hoàn cảnh tuyệt vọng, có những người có những nỗi sầu khổ không nói được với ai, có những người bệnh tật yếu đau, có những người bị ma quỷ ám hại. Nơi này cũng phải là nơi tiếp nhận ông bà anh chị em chúng ta, để ở tại nơi đây, trong tình yêu của Đấng Christ, trong quyền năng của Chúa thể hiện, chúng ta nhân danh Chúa cầu thay, nhân danh Chúa tiếp nhận anh em mình, đem đến sự chữa lành cho tất cả mọi con người có lòng đau thương thông hối. Và hết thảy mọi người vào ra nơi này sẽ tìm thấy được niềm vui sướng, an bình từ trong tâm khảm, bắt đầu một cuộc sống vui tươi ở ngay giữa trần gian này mỗi ngày. Tôi có cơ hội đến Hàn Quốc để nghiên cứu về sự tăng trưởng của Hội Thánh trong những thập niên 90. Khi Chúa thăm viếng phấn hưng lòng của tín hữu tại đây, những người nam, người nữ, họ đã trỗi dậy từ 4 giờ sáng ở trong tiết trời lạnh. Họ đã đến nhà thờ để cầu nguyện, ra mắt Chúa, rồi mới bước vào sinh hoạt của mình một ngày mới riêng tư. Và qua đó, Đức Chúa Trời đã ban phước cho đất nước Hàn Quốc một cách rất đặc biệt. Tôi kể quý vị một trải nghiệm của tôi vào trước năm 2000. Tôi đến tại Seoul. Vào một buổi sáng nọ, 4 giờ sáng, thì vị mục sư hướng dẫn tôi, ông đã yêu cầu tôi thức dậy và đi đến nhà thờ. Một nhà thờ nằm ở trong thành phố Seoul, nhưng thời tiết thì quá lạnh lẽo, đến nỗi người ta trang bị cho tôi những chiếc áo mà tôi tưởng tượng giống như mình là một con gấu bông. Bởi mình vừa ốm vừa thiếu mỡ mà, lạnh quá. Khi chúng tôi đi đến nhà thờ và vào ở trong bãi đậu xe, đã có một người cầm cái đèn pin để có thể chỉ vào trong bãi đậu xe. Vị mục sư ở đó hỏi tôi rằng: "Ông Bình ơi, ông biết người đó là ai không?" Tôi nói rằng: "Ông hỏi đố tôi làm sao tôi biết? Vì đây là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc. Tôi là một người từ xa đến đây để nghiên cứu, chưa gặp gỡ, làm sao biết ông đó là ai?" Vị mục sư đó vừa chạy vào trong bãi giữ xe mà vừa nói với tôi rằng: "Thì tôi biết ông không biết, cho nên tôi hỏi để nhấn mạnh cho ông biết rằng ông ấy là chủ tịch của thành phố Seoul. Ban ngày ở tại cơ quan hành chánh, ông là chủ tịch thành phố Seoul, là thủ đô của Hàn Quốc. Ngoài giờ làm việc, trước khi về nhà, ông đến nhà thờ cầu nguyện ra mắt Chúa, cảm tạ Chúa về một ngày đã qua.
trước khi trở về với gia đình. Sáng sớm mỗi ngày, ông tình nguyện làm công việc của người dẫn xe cho người khác vào bãi từ lúc 4 giờ sáng. Đến 5 giờ sáng, ông vào suất cầu nguyện thứ nhì để cầu nguyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ giống như bao nhiêu người khác. 6 giờ sáng, ông rời khỏi khuôn viên nhà thờ, đi ăn sáng điểm tâm, và 7 giờ sáng, ông bước vào cơ quan làm việc giống như bao nhiêu người khác. Năm tôi đến đó, hội thánh này đã có 15.000 tín hữu thường xuyên nhóm lại. Theo thống kê cho biết lúc bấy giờ, có đến tới 35% dân số ở tại Seoul là tín đồ Tin Lành. Họ đã sống một đời sống đáng tin cậy, đem đến nhiều biến đổi cho cộng đồng, và Đức Chúa Trời đã đổ phước cho họ nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên ngày nay, khi những con người lạc phai tình yêu Chúa thì bắt đầu đối diện với nhiều điều thách thức và tội lỗi xảy ra. Cho nên tôi kể câu chuyện này để cho quý ông bà anh chị em nhìn thấy, dựa vào lời của Đức Chúa Trời cảnh báo cho chúng ta ở đây. Nếu chúng ta vâng theo mạng lệnh Chúa, chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, bước vào đền thánh của Chúa như đáng phải có, thì chúng ta sẽ được được. Ngược lại, nếu chúng ta từ bỏ Chúa, đi theo đuổi với các thần tượng khác, với những điều thuộc về đất, thì ngôi nhà này sẽ có một ngày nào đó không còn. Không còn cả trong nghĩa đen, và cũng chẳng còn có giá trị gì trong ý nghĩa thuộc linh. Đồng thời, những con người bất kính vô ơn đối với Chúa sẽ chuốc lấy những hậu quả cho chính mình, cho gia đình mình, và trên cả dân tộc mình. Cho nên nương vào lời Chúa, tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, chúng ta cùng nhau cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa đã ban cho hạt giống phúc âm truyền đến Bhutan này 66 năm qua, cứu nhiều người thêm vào hội thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng đền thánh này cho Đức Chúa Trời, không phải chỉ là nghi lễ, không phải chỉ là hình thức, nhưng từ tớ trai tớ gái của Chúa nói chung, ở tại Bhutan nói riêng, từ nay trở đi chúng ta cảm tạ Chúa về những gì Chúa ban cho, và dâng ngôi nhà này làm đền thánh của Chúa. Mọi người ý thức và tâm thế của mình khi bước vào trong khuôn viên này, bước vào trong nhà Chúa, là chúng ta đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ một mình Ngài mà thôi. Chứ là bước vào trong khuôn viên này, bước vào trong đền thánh này, đó là chúng ta ý thức rằng tôi, ông bà, anh chị em đang thiết lập với Chúa một mối tương giao hai chiều, cha và con. Chúng ta nói, Chúa nghe, và Chúa nói, chúng ta nghe, để trở nên người thành công ở giữa đời. Chúng ta bước vào nơi này là chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa. Cho nên Chúa hiện diện với chúng ta, ai nấy chúng ta phải sửa soạn, bày tỏ lòng tôn kính Chúa và yêu mến nhà của Chúa. Kể từ nay, dang cánh tay rộng, lòng mở ra để tiếp đón mọi con người có lòng đau thương thống hối, những cảnh ngộ ở giữa đời khốn khổ, để họ tiếp nhận được phúc âm tình yêu của Đấng Cứu Thế, và biến đổi mọi con người xung quanh chúng ta để họ sống hạnh phúc, phước hạnh như chúng ta, những người có danh xưng là con cái của Đức Chúa Trời, là cơ đốc nhân giữa cuộc thế. Amen.